Xin giới thiệu, tôi là Lê Thị Sinh, 72 tuổi, quê ở Vĩnh Long, giáo viên về hưu. Đây là con dâu thứ hai của tôi. Dạ, em xin chào anh Huyền Linh. Chào chị. Dạ, em Lê Lộc. Em tên là Phan Thị Thu Yến, hôm nay em 42 tuổi. Không biết là cô làm dâu của bà bao lâu cô hả? Dạ, 17 năm. Wow. Có một bé rồi. Cô nhớ là cách đây 17 năm trước á. Dạ. Là con trai cô giới thiệu cô dâu tương lai nè. Cô còn nhớ không? Còn nhớ chứ. Dạ. Hồi đó hai đứa nó học chung đại học. Mà không biết năm thứ mấy rồi tụi nó quen nhau. Tôi cũng quên rồi, lâu quá tôi cũng quên. Dạ. Tôi lựa dâu phải cho đầm thắm. Con gái, tôi nói con gái thì phải đầm thắm. Chứ đàn bạn gái mà lách chết lên canh tôi không có chịu. Cái tôi nói con tôi vậy đó. Cái nó dắt nhỏ này về nè. Lần đầu tiên về chơi thì tôi cũng... thấy nó cũng dễ thương, hiền mà lại nó ít nói lắm, đầm thắm lắm. Cái tôi chịu, tôi dùng nói ơi, tôi nói đứa này được. Cái rồi cho nó quen luôn. Tức là chứ không có cản trở gì hết. Nhưng mà lúc mà ông xã của tương lai của em mà nói dẫn về nhà, nói má có khó này kia, có nói không? Anh thì nói là mẹ dễ, vui vẻ. Nhưng cần phải đầm thắm. Tôi thì dễ tánh tình, ví dụ nói chuyện đồ bình dân lắm, tôi không có mắc lỗi không phải hết trơn á, dễ lắm, đừng có hổ không được rồi à. Dạ. Còn dở giỏi thì tự nó làm nó ăn, mình đâu có nuôi nó hoài mà mình sợ. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái lần đầu tiên cô gặp bà, cô có ấn tượng điều gì không cô? Thấy mẹ giống như là anh nói là mẹ hiền, thì thấy mẹ hiền vui vẻ. Dạ. Những ngày đầu mình ở với nhau có điểm nào mà mình hợp nhau không cô? Ví dụ như là khi mà mình mới về làm dâu thì mình cũng sợ lắm. Yeah. Nấu ăn thì mẹ cũng giờ mẹ chỉ, thì mình cũng học hỏi theo. Mẹ dạy cái đó làm nấu như vậy thì mình cũng phải cố gắng mình nhớ, mình để mình làm. Mẹ chồng là giáo viên chắc cũng kỹ lắm. Dạ, kỹ thì cũng có kỹ. Dạ. Mẹ ăn thì mẹ cũng không có góp ý gì. Chắc là nấu ăn cũng được thôi. Dạ được. Được luôn hả? Nấu ăn cũng được, hòa hợp lắm. Không có mặn lạ gì hết. Dạ. Cô thấy mình với con dâu mình hợp nhau những điều gì nhất? Dạ, hợp là ăn uống, sống bình dân với nhau. Con dâu tôi thấy vậy chứ nó... nó hiền lành, nó tiện tặng, nó không có xe xua như người ta. Dạ. Thành ra nhiều khi tôi còn xúi nó nữa mà nó không làm. Tôi nói con còn nhỏ, hồi đi học thì khác. Con bây giờ con đi làm rồi, có tiền vô ra rồi, con cũng ăn diện đồ với người ta. Chứ để người ta thấy mình tệ quá, người ta cười mình, người ta khi dễ mình. Mà nó nói tại con vậy hả, chứ nó không có như người ta, nó không ăn mặc như đời bây giờ. Bình dân á. Có cái điểm nào mà chưa hợp nhau không cô? Mâu thuẫn á thì cũng không đến nỗi, không gọi là mâu thuẫn quá. Dạ. Ví dụ như trong thời gian mà chị đi làm thì mẹ có lên dĩ cháo. Dạ. Thì ví dụ như tới giờ ăn thì mẹ hay cho cháu ăn giặt trước rồi mới cho ăn sau. Chị thấy chị cũng không dám nói. Dạ. Chị nhắc anh nói anh là nói mẹ. Nhờ chồng nói giùm. Dạ. Sao mình không nói? Nói nào ngay nó ít nói lắm. Mà tâm sự với chia sẻ rồi nó ít lắm. Không có nói với mẹ chồng luôn. Tôi cũng mong bữa nay tôi lên đây đặng cho nó nói nhiều hơn, mẹ con tâm sự cho hiểu nhau, thương nhau nhiều hơn nữa. Nó không dám chia sẻ đúng không? Đúng rồi, ít chia sẻ lắm. Sao, tại sao không dám nói thật chứ? Nói đối diện với mẹ chồng của mình mà phải nói qua một người khác. Tại vì em thì em nó ngại, chắc nó sợ, ngại nó sợ, em cũng sợ, cho nên là em nhiều khi sợ tôi buồn giận gì á. Thấy cái tánh mẹ thì cũng dễ chịu, nhưng mà mẹ hay giận giống như là hờn mát xíu thôi. Có gì đâu ngại. Có bao giờ mà mẹ làm điều gì cho em cảm giác là em buồn rồi em muốn khóc không? Mẹ thì cháu nào thì mẹ cũng thương, con nào thì mẹ cũng thương, nhưng cháu thì mẹ thương cháu ngoại nhiều hơn vậy đó. Con mình nó nói thì nói trời ơi bà nội thì tại cái tật bà nội vậy thôi, chứ bà nội cũng thương mà, thì mình cũng thấy vậy thôi. Mình là dâu thì mình phải
mình nghĩ lại cho mẹ chút xíu thì con ruột lúc nào thì cũng phải hơn con dâu xí. Mình thấy vậy thì mình cũng hơi tủi. Tủi chứ, nhiều khi nói trong nhà mà thấy người mẹ chồng mình thương con gái nhiều hơn. Dạ trong đúng. Khi mình làm việc nhiều hơn mình tủi chứ. Có bao giờ em chia sẻ nói thẳng với mẹ điều đó không? Dạ không, tại vì em thì em ít nói, em sống nội tâm nhiều hơn. Lâu lâu em mới về quê một lần thôi. Cho nên là em cũng không ngại. Có nói. Dạ. Hồi nay nói đi, cụ thể chuyện gì? Nói thử một chuyện đi. Tại vì ở trên đây em có chị. Chị là chị chồng. Thì mẹ để phần cho cháu hay là cho chị nhiều hơn thì mình thấy cái đó là cũng đúng, nhưng mà mình cũng hơi buồn xíu thôi. Chứ chứ không gì. Thế 10 trái xoài thì bên kia 6, bên mày 4 đúng không? Còn tôi thì tôi nghĩ khác. Nếu mà nói là mẹ chồng mà thương con dâu như con gái ruột thì nói hơi xạo một chút. Chứ sự thật con gái ruột là 10 nhưng mà con dâu là chỉ 9 là dữ lắm rồi. Dạ, cái đó có. Là cái lẽ tất nhiên là chứ nếu mà ai nói tôi thương như như con gái tôi là không có. Có là khi nào người đó không có con gái, chỉ có thằng trai không. Cưới dâu về là coi đứa đó như con gái ruột của mình. Mười đứa. Tại con mình rất ruột đẻ dạ, ra. Dạ đúng rồi, nó phải chinh lên một chút. Dạ. Thì nó biết lo cho gia đình, chồng con. Gia đình êm ấm hạnh phúc là được rồi, tôi mừng rồi. Còn con gái ấy, thì tôi phải rầy la. Đặng kia đặng nó về nhà người ta, đặng cho nó đàng hoàng, nó tử tế. Chứ để người ta giận, người ta hờn, cái người ta cũng phiền mình. Dạ. Coi như bộ qua sát dạ, lại nha. Dạ, đúng. Ví dụ giờ có 10 trái xoài, đưa con dâu con ruột 6 trái, con gái 6 trái, con dâu 4 trái. Nhưng mà la thì la con gái nhiều hơn, la con dâu ít hơn. Có bao giờ mà con dâu làm buồn lòng cô lần nào chưa? Cũng có, nhưng mà chuyện không xứng đáng. Thí dụ như tôi thì tánh tôi, tôi muốn, ý tôi muốn con trai, ý con gái hay dâu gì cũng vậy hết. Là khi có con á sanh á thì về tôi nuôi, tôi thầu hết trơn à. Con gái dâu rồi tôi thầu hết trơn, vậy mà tôi chịu. Dạ. Nhưng con nhỏ này nó không có ở với tôi, nó về xuôi, thành ra tôi cũng hơi buồn vụ đó. Ông xã tôi ổng thấy tôi buồn, ổng nói thôi bà đừng có buồn. Nó giàu gì, mình giàu gì cũng mẹ cha mẹ chồng. Có thương nó cách mấy giờ cũng đâu bằng cha mẹ ruột nó. Thôi bà đừng buồn. Cái ổng nói vậy cái tôi suy nghĩ thì ổng nói đúng rồi, thành ra thôi không buồn nữa. Chơi đứa cháu nội hả? Dạ đứa cháu nội. Thêm đứa nữa không? Trời muốn thêm mà đâu dám hối nó đâu. Con nhỏ kia nuôi cực quá đi, con này nuôi kỹ lưỡng cực dữ lắm. Dạ. Có bao giờ mà hai mẹ con tâm sự chia sẻ với nhau, chỉ có hai mẹ con không? Không có, ít lắm. Nó cũng tổ chức mừng thọ 70 rồi cũng tặng quà. Làm tôi cảm động lắm, ngay sáng mùng 1 Tết luôn. Wow. Vợ chồng nó đợi em nó vô cái rồi chúc thọ rồi cho tôi rồi tặng quà rồi này kia, cái tôi mừng tôi muốn khóc mà nhớ lại mùng 1 cũng dám khóc ráng dần. Nó bữa nay mùng 1 tụi bay làm tao khóc tao chảy nước mắt ráng dần lại. Hai chồng nó đi mua sắm nè. Wow. Sắm cho tôi chiếc này với cộng dây chuyền là mừng thọ 70 tuổi á. Nhỏ này nó làm cho tôi được một lần tôi cũng cảm động. Có lần một hả? Có lần một. Không nghĩ. Không mới có một lần chứ còn nữa, còn dài nữa. Làm lần mà cảm động dễ sợ chưa? Cảm động. Tôi còn rầy nó nữa, mua ổ bánh mấy trăm ngàn uổng. Tôi la nữa. Tiếc tiền. Không, thật sự để giờ nói chuyện á, anh thấy rằng em là con người rất là tình cảm, dễ xúc động nhưng mà ngại chia sẻ. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi trong những cái cuộc mà tranh cãi giữa vợ chồng đó thì cô sẽ là người bên ai? Gây cãi hồi nào tôi không hay không à. Tôi nghe thì tôi rầy mà điều rầy không có con dâu. Nói ngay nó cũng không biết tôi rầy con tôi. Tôi dặn thằng con tôi. Tôi nói vợ chồng phải thượng thảo nhau. Đứa nào cũng vậy, trai gái cũng vậy, tôi cho lựa. Lựa cho tụi bay lựa cho đã đi, vừa ý thì mẹ gả mẹ cưới. Mà cưới xong rồi một lần một thôi chứ ta không làm lần thứ hai. Mà hả, thằng nào mà tầm bậy tầm bạ chửi bỏ nhà đi luôn. Tôi nói nó vậy đó. Nhưng bây giờ nó mét cô không? Có chứ, tôi đầy con tôi không mà. Tôi nói thí dụ vợ mày có nó có nói gì á thì mày bỏ mày đi chứ ở lại gần ở lại á thì nổi nóng lên rồi nó bậy nó bạ chứ thề chứ thốt rồi. Rồi kỳ lắm, mang cái tội nữa. Nó nói nhỏ này có tật nó dai. Vợ con có tật hay nói con không chịu à.
Cái này thì cái nào nó nói con mày không chịu thì đi ra đi bỏ đi 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 chút rồi hãy về. Tao nói thì mày qua quán cà phê uống 7 ly cà phê đó uống đã rồi hết giận về chứ gì. Không được. Qua quán cà phê gặp cô cà phê mệt lắm. Tôi gì chứ tôi ghét cái vụ lăng nhăng đàn ông với vợ con rồi mà tầm bậy tầm bạ tôi ghét lắm. Dạ. Con tôi không để yên. Có gì cô chửi sao? Chửi cha chửi mẹ nó chứ chửi ai bây giờ. Dễ thương quá. Chửi nó chịu không nổi rồi cái nó bỏ nhà nó đi. Dâu mình nói với mình. Mà vợ chồng dễ thương quá em hả? Dạ. Con trai cô có gửi cho Quỳ Linh lá thư nhờ đọc giùm. Mẹ và bà xã yêu dấu, mẹ ơi, vợ chồng con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Hồi ba còn sống á, hay nói với tụi con, mẹ bay là số 1. Đúng vậy, mẹ là số 1, luôn là số 1 trong lòng tụi con. Vậy mà bao năm qua, vì mưu sinh, vì con cái mà vợ chồng con ít về quê thăm mẹ. Con biết mẹ buồn lắm, bởi vì mẹ luôn thương lúc vợ con sanh á, là chồng con chiều theo ý vợ để vợ về bên ngoại. Vì vợ con ngại mẹ chồng phải phục vụ mình, nhưng là con trai, con biết làm như vậy là mẹ buồn lắm. Chúng con có lỡ làm cái gì đó cho mẹ buồn không phải với mẹ đó. Mong mẹ thương tụi con mà bỏ qua. Nguyện có kiếp sau, con mong vẫn được làm con của mẹ. Còn vợ, em đã hy sinh quá nhiều cho anh và con. Giờ á, thì vợ chồng mình cũng đã có căn nhà ổn định rồi. Em hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn em nhé. Anh thương bà xã nhiều lắm á. Bà xã à, ba mất rồi, mẹ anh chỉ có một mình em. Hãy nghĩ mình là con gái của mẹ đi, quan tâm mẹ nhiều hơn nha em. Anh thấy em nói nhiều lắm mà sao gặp mẹ đó thì lại im ru vậy bà xã? Có bao giờ ông xã chia sẻ những điều này chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Thằng kia nó cũng ít nói lắm. Hôm nay á là em đối diện với mẹ chồng đi. Hồi đó giờ chưa có ôm nào chặt giờ, hồi đó giờ dạ. Không nói ngay không có ôm lần nào. Ôm đi giờ ôm chặt vô nào. Dạ. Ôm mẹ chồng mình cái đi. Chứ là tôi thương lắm. Nhưng dạ. Mà thương lắm nào giờ không có rầy la mắng nhiếc gì trơn á. Con mong mẹ được nhiều sức khỏe để cho tụi con đi làm. Mẹ muốn con thí dụ có điều gì cứ vui vẻ kể lể cho mẹ nghe. Mẹ con mình nói chuyện đồ với nhau như là hai người bạn vậy đó. Cho nó vui. Con sẽ chia sẻ với mẹ nhiều hơn. Thương mẹ giống như mẹ ruột.